Xin chào đại gia đình thích trồng cây. Hôm nay mình thu hoạch ổi nữ hoàng và mình nói những điều mình biết xung quanh việc trồng ổi, chăm sóc ổi. Mình sẽ giải thích tại sao cây ổi nữ hoàng này trồng với cái chậu cùng kích cỡ mà lá nó luôn luôn xanh, còn cái ổi ruby đằng sau thì lá thường bị vàng và không đậu bao nhiêu trái hết. Rồi, xin chào quý vị. Cây ổi nữ hoàng này là mình trồng đúng 4 tháng. Sở dĩ mình nhớ 4 tháng đó là bởi vì lúc trồng nó mình đã làm một video có tựa đề là tôi đã trồng ổi nữ hoàng theo quy trình như thế nào. Thì hiện nay nó có 5 trái trên cành và một số thứ tạm gọi là trái, bởi vì chưa khẳng định được là nó đậu hay không. Nó ra bông và nó tượng hình trái rất nhiều nhưng chưa khẳng định được là nó đậu hay không, bởi vì nó đã rụng tới 50, trên 50 trái non rồi. Đó, trái nhiều lắm. Mình nghĩ tới một lúc nào đó nó không rụng trái nữa, khi nó đủ điều kiện của nó, đó là gốc to cành khỏe nha quý vị. Rồi, bây giờ làm tới đâu thì nói tới đó. Mình bọc trái bằng cái bao, cái này gọi chính xác là bao bọc trái bằng vải không dệt nha quý vị. Thì muốn mua nó thì quý vị cứ gõ lên trên Google cái từ khóa như vậy, cái câu như vậy, gõ từ khóa như vậy thì sẽ có hàng chục cái địa chỉ hiện lên và các bạn có thể đặt mua trên Lazada, Shopee, Zendo, hoặc các bạn có thể lần ra cái công ty sản xuất nó hoặc công ty phân phối nó và mua nha. Thông thường thì 100 cái bao như thế này là 70.000 tiền bao và 30.000 tiền ship, vị chi là mỗi bao cả ship lẫn bao là 1.000 đồng. Thì bao nó có cái gút để mình gút lại khỏi có buộc gì cả. Hai trái hoặc là thăm trái thì ta kéo cái gút ra, khi bọc thì ta gút cái gút lại, kéo cái gút lại, nói chung là kéo vào và kéo ra. Thì ở đây có hai trái thu hoạch được, trái bên ngoài không đáng kể đó, trái sau này mới là đáng kể, rất to, tiếng Anh gọi là chà bá lửa đó. Đó, bây giờ mình hái thôi. Đó, những cái trái mà bên ngoài nó gồ ghề như thế này thì cơm nó mới dày nha quý vị, và ăn rất là giòn, chắc thịt. Đấy, để luôn nè. Tiếng Anh gọi là chà bá lửa nha quý vị. Nếu không tin thì quý vị tra lên từ điển Anh Việt đi. Đó, rồi. Vậy mới là chắc cùi nè. Có thể là tôi đã ăn cái loài ổi nữ hoàng này rồi mà không biết, cho nên đây là lần đầu coi như là bổ nó ra coi thử là mặt mũi thế nào, màu của nó là trắng hay là đỏ nha quý vị. Rồi, chào quý vị. Như mọi khi thì mình sẽ là ăn trái nhỏ, còn trái lớn thì dâng vợ để tỏ lòng hiếu thảo. Thì mình sẽ cắt nó ra, mình sẽ cắt như thế này. Có một cái ông trồng ổi lê ruột trắng mà khi cắt ra là thấy ruột đỏ, dòm lại thì thấy ngón tay bị đứt. Nghe kể thôi không biết có không. Rồi, ruột trắng không hột, hay quá, hay ổi nữ hoàng mà không hột nha quý vị. Vì sao? Để mình giải thích cho nghe. Cái trái ổi nào mà cái gờ nó cao á, là cái cùi nó dày, toàn cơm không à, ít ruột, ruột nhỏ đó, cho nên là trái ổi này là ổi nữ hoàng. Ổi ruby mới là ổi không hạt, còn ổi nữ hoàng là ổi bình thường thôi, nhưng khi bổ ra thì ta thấy là không hạt luôn, quá ngon luôn này, chưa ăn đã thấy ngon rồi, tại vì nó chắc nụi à, chắc giống mấy em tập gym á. Đó, thế là ta bày đồ ra ta ăn. Đây là muối, đây là ớt hiểm xanh. Muối này đựng trong cái lá cách. Đây là ớt hiểm trắng. Đó, ta ăn cái phần đít. Phần đít bao giờ cũng giòn. Chấm cho muối. Xong ta
căng miếng ổi rồi căng kèm miếng ớt. Ôi à, ngon gì mà nó ngon. Chua chua ngọt ngọt và đặc biệt là giòn rụm bởi vì nó chắc nụi mà. Giống như là người tập gym mà. Gym á, gym á. Ủa không hạt luôn. Đây mình cắn cái phần lõi nó ra thì nó chỉ có chút xíu đây thôi nè, không hạt đúng nghĩa luôn đó. Phần ruột của nó đó cắn ra rồi đó, không có hạt luôn, chỉ có cái chút lõi đó thôi. Quá độc đáo, ăn luôn cái phần này luôn. Còn bên đây thì không có rồi. Rồi, xác định là toàn trái là không có cái hột nào luôn nha quý vị. À, chắc rồi à. Đời khổ quá. Với lúc lên giá thế này mà phải cắn rồi ăn bao nhiêu là chua cay mặn ngọt, khổ lắm. Đâu có sung sướng gì đâu, quá khổ luôn. Khổ quá. Thì nhân lúc đi hái mấy trái ớt này á, mình hái luôn cái trái ổi lê này để dâng vợ cho đúng một cặp nha quý vị. Ổi lê nằm một nơi, nằm riêng thì thấy nó to, mà nằm kế cái ổi nữ hoàng này thì nó không là gì hết. Khi nó ở đứng riêng thì nó là to, khi nó đứng kế cái trái ổi này thì nó trở thành nhỏ. Như vậy to nhỏ chỉ trong khoảnh khắc, thay đổi chỉ trong khoảnh khắc, đấy gọi là vô thường nha quý vị. Mình cứ băn khoăn là tại sao giữa lúc dịch giả thế này mà lại có trái ổi bự chà bá vậy nè. Điều rất ngạc nhiên là khi mình đem trái ổi bự chà bá xuống dưới nhà mình cắt ra làm hai thì cả trái ổi chỉ có tổng cộng 3 hột. Như vậy là nãy giờ mình cắt hai trái thì tổng cộng hai trái có 3 hột thôi. Nào giờ mình tưởng là ổi ruby là ổi không hạt, ngoài ra không biết ổi khác. Bây giờ cắt cái ổi nữ hoàng mới biết nó là ổi không hạt và mới biết nó ngon như vậy. Rồi, sau khi nói tàu lo xịt bột thì bây giờ mình nói lại cái quy trình trồng ổi nữ hoàng như sau. Mình chuẩn bị một cái chậu ít nhất là đường kính mặt chậu là 40 cm, cao ít nhất 40 cm nha quý vị. Càng to càng cao càng tốt. Đất là đất trộn sẵn nhiều thành phần và một khối lượng bằng 1/3 của nó nữa, đó là đất đỏ ba gian, tức là đất thịt đây quý vị. Đất thịt ở vùng cao, vùng Đông Nam Bộ thì màu đỏ là do dung nham núi lửa phun trào hàng triệu năm trước. Còn có những cái vùng thì đất thịt của nó là màu nâu, hoặc có những vùng thì đất thịt pha cát. Đất thịt là lớp đất mặt trong tự nhiên dùng để trồng hoa màu đó quý vị. Mình trồng ổi nữ hoàng này với 1/3 đất thịt và cũng có 1 kg phân nhộng, tức là phân ruồi. Thì khi trồng lên nó luôn lúc nào cũng xanh tốt. Còn cái ông ổi ruby phía sau thì lá cứ bạc bạc. Một phần là do không có đất thịt nha quý vị. Bởi vì cái ổi ruby mà trồng trên đất thịt thì nó vẫn xanh mướt à, xanh đậm luôn, chứ không có bạc màu như thế này. Có đất thịt thì có nhiều mùn, nó giữ nước tốt. Còn cái ông đất trộn sẵn rồi đất gọi là gì đó, đất sạch đó, là cái thứ mà
chủ yếu là tro trấu và rác ép đó, nó là bụi chứ không phải đất, đất nhân tạo mà. Đất nhân tạo là bụi thôi, khi khô rang thì nó thành bụi bay tứ tung, chứ còn đất thịt đó, khi khô rang thì nó đóng cục, nó nằm đó. Đó là một hạng mục nha quý vị, tức là trồng cây ăn trái thì nên có đất thịt, đất thịt trộn với phân nữa nha, phân gì đó như là bò, dê, gà, trùng, quế nha quý vị. Còn mình là mình xài phân nhộng quen rồi, vì nó súc và nó giàu dinh dưỡng và khỏi ủ. Đấy. Một cái cây ổi khi nó lên khoảng 20cm thì ta cắt nó đi để nó tỏa ra nhiều nhánh, gọi là nhánh cấp 1 nha quý vị. Khi nhánh cấp 1 dài lên khoảng 10 cái mắt lá thì ta cắt một nửa. Mắt lá là nơi chứa cuống lá này. Đây, đây là mắt lá này. Nơi chứa cuống lá. Thì cái nhánh nó ra 10 mắt thì ta cắt lại còn 5 mắt. Đó. Thì sau khi cắt thì nó sẽ bung nhiều nhánh và các nhánh đó ra bông ở mắt lá thứ ba. Mỗi nhánh là sẽ có một chùm bông, gồm có thông thường là hai bông, nhưng ở đây toàn là ba bông không à. Rồi lát mình sẽ nói cái hạng mục ba bông này. Khi cắt nhánh ở đây nó sẽ bung lên hai nhánh con ở nách lá, thì hai nhánh đó, một mắt lá nha, hai mắt lá nha, đến mắt lá thứ ba là ra bông. Bên đây cũng vậy. Chỗ cắt đây, lên nhánh đây, một mắt lá, hai mắt lá, đến mắt lá thứ ba là ra bông. Như vậy nói lên điều gì? Nói lên rằng ở đây ta cắt nhánh nè, rồi ta đếm nè, một mắt lá nè, hai mắt lá nè, ba mắt lá này mà không thấy cái bông, tức là nó sẽ rất dài nó mới có bông, hoặc là không có luôn. Cho nên cái nhánh này để nó ra bông đồng loạt trên cây thì đến mắt lá thứ ba mà không ra bông, ta có thể cắt ngay mắt lá thứ ba hoặc mắt lá thứ tư để nó lên nhánh mới và nó ra bông cùng lúc, không quá trễ so với những cái bạn bè của nó. Và như vậy trên cây sẽ có cả trăm cái bông nha quý vị. Ra bông nhiều mà không đầu trái là do nhiều nguyên nhân sinh lý và nguyên nhân bệnh lý. Bệnh lý trên cây ổi thì rất ít, chủ yếu là rệp sáp bu thôi. Nhưng mà do cây ổi là một cây lâu năm nên rệp nó chỉ bu gọi là thôi, không có tàn phá mạnh như là đối với cây ớt, cho nên không đáng kể nha quý vị. Còn về sinh lý là đó là thời tiết thay đổi đột ngột, nó suy cây. Rồi một nguyên nhân nữa đó là có thể là phân không hợp lý, gọi là dinh dưỡng không hợp lý, dư cái này mà thiếu cái nọ. Để ổi ra bông nhiều và tỷ lệ đậu trái cao, ta nên ngâm nước vỏ chuối, thật nhiều nước vỏ chuối trong một cái thùng sơn á, rồi ngày ngày ta tưới lượng vừa đủ, thì cho đến lúc nào cạn nước thì ta lại châm nước vô. Đến một ngày nào đó là cái xác vỏ chuối nó rã ra rồi thì thôi. Đó, đại loại trong vỏ chuối chứa nhiều kali, mà kali thì rất tốt cho cái giai đoạn mà cây nó ra bông và đậu trái nha quý vị. Rồi bây giờ nói qua cái hạng mục là ba bông, thì người ta nói rằng ở nách lá mà nó ra bông đậu trái thì cuống trái là từ nách lá mà ra. Còn ở đây đã lên tới đây rồi mà còn tẻ ra cuống nữa, tức là trái này là gọi là trái đeo. Trái đeo thì không lớn nổi nên ta nên ngắt bỏ nó đi. Để chừa lại cái trái chính thôi. Ngắt bỏ trái đeo đi, nghĩa là cuống lên rồi mà còn ra cuống nữa mới ra bông, thì cái đó gọi là trái đeo, bông đeo, trái đeo. Nó ở đây đã lên một cái cuống đây rồi mà còn bày đặt thêm một cái cuống, khúc cuống đây nữa, thì gọi là trái đeo nha quý vị. Bỏ đây để quý vị dễ thấy nè. Từ cái nách lá thì nó ra thẳng cái cuống trái, đây mới gọi là trái chính. Từ nách lá lên thành cái cuống trái là chính. Còn từ nách lá lên mà còn bày đặt có thêm đoạn cuống nữa, như đây, từ nách lá lên mà lại có đoạn cuống nữa, đây là nách lá nè, thì cuống trái là cái này nè, mà lên đây còn có cuống nữa là những trái này là những trái phụ, gọi là trái đeo. Đeo bám mà ăn trực cơ mà, ké thôi, cho nên ta ngắt đi để nó tập trung vô cái trái chính. Đó,
Mọi cây cần cho bông cho trái đều phải trồng giữa nắng to nha quý vị. Và mặc dù khi mình làm đất mình đã trộn phân rồi, nhưng mỗi tháng mình nên rải phân hữu cơ tan chậm, tức là các loại phân hữu cơ dạng viên như phân dê viên, dơi, gà nhật tức là gà viên, trùng quế viên nha quý vị, rải lên trên mặt đất á, cho nó thấm dần xuống, nó sung cây. Trong cái các nguyên nhân mà khiến cho nó ra bông mà nó rụng trái, đó là vì cây chưa đủ to khỏe để nuôi trái. Đó. Tới một lúc nào đó khi cành to như thế này, to hơn ngón chân cái của người lớn, cành sung ra, khỏe mạnh ra, thì tự khắc nó sẽ đậu trái thôi quý vị ơi. Nhưng nếu ta có nước vỏ chuối, ta tưới vô nữa thì tuyệt của mèo luôn. Và có vỏ trứng gà, trứng vịt, trứng cút rải lên trên mặt đất để tăng cường canxi càng tốt. À, vậy nha quý vị. Đó. Rồi, video của mình đến đây tạm dừng. Xin chúc quý vị bình an trong đại dịch. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nha.